Do là rong quá thì cha con rải xi măng để mà chết mấy con rong này cả nhà. Rong nó sợ xi măng lắm. Dạ. Con chào ông bà cô chú anh chị đến cơm má lá quê. Chào cả nhà. Thì sáng này con có đi chợ mua được ít cá cô đồng nha cả nhà, với hai con cá dày với con cá chê là đặc giớn mà dính. Số cá cô đồng này thì xíu nữa mình nấu canh chua với bắp với chuối cây, còn cá chê hay cá dày thì mình sẽ đem đi kho tiêu. Nay ngoài chợ chắc cá rô nhiều lắm hay mẹ? Cá rô mùa này mùa nước thì cá rô nhiều lắm. Dạ. Yeah. Nó chưa nó cũng cỡ này chứ nó không có bự nữa. Cỡ này là bự nhất rồi đó. Cá rô mùa này nó bắt đầu bự vậy nha. Còn được hởm á thì cá rô còn nhỏ. Nước tới đâu thì cá nó bự tới đó. Hai cái gì rộng qua nay cái nó ngã màu à. Ngã màu trắng trắng rồi nè. Yeah. Chứ mới bắt lên là nó đen thui à. Bây giờ nó ngã màu và bạc nè, mà công nhận nó cũng mạnh ghê nha. Rộng hình như ngày qua, hồi sáng hôm qua dở dớ. Hôm nay mình mới làm mua thêm cá rô nữa. Yeah. Dính tổng cộng là 3 con cá chê. Cá chê này có thể là cá chê phi nha cả nhà. Có con kia khoảng 1,5 kg lận. Con cá này cá chê trắng. Dạ, còn cá chê bự giỏng á, mấy cá chê phi cá chê bự giỏng quá bự luôn, mình còn giỏng lại. Dạ. Để dở lên cá nhiều á cái... con cá chê đó mình đem đi nướng giấm á mẹ, cũng ngon lắm á. Cá rô này nhìn xèo luôn, cá rô lướt luôn. Cái rô gà béo rồi nè, tại nước nhiều á, nước nhiều là nó nước tới đâu là cá rô nó đi theo, nó ăn lên tới đó là nó ăn ba cái sâu, ba cái rong riêu đủ đó là nó mập. Ở dưới quê con á, đa số nấu canh chua thì sẽ sử dụng là chuối cây hoặc bắp chuối hoặc rau muống, là những món mà ở nhà có sẵn á, thì thường sẽ đem đi nấu canh chua. Gái nồi cơm cháy chưa con? Vậy rồi. Còn ở trên đây thì em con đang bắt nồi cơm. Nãy giờ bắt cũng nửa tiếng cũng xong rồi cả nhà. Có không? Tao mới bắt mà nói nửa tiếng. Tạm gì em không biết nấu cơm. Chuối này đã... Ăn sắc chuối luôn đi vậy. Để làm cho chuối cây mà trắng á cả nhà thì mình có thể sử dụng chanh nè, tắc hoặc là rau găm nha cả nhà. Giấm được không hai? Giấm cũng được nữa. Chua là được hết. Nhưng mà cái tắc đó là nước nó vàng nha, nó không có trắng nha. Cái gì vậy? Cái nước nó vàng là gỏi nó cái chuối cây nó bị vàng, nó không được trắng, chỉ có chanh, giấm.
ở nhà mình có nhiều chuối cây ấy, nên bởi vậy mẹ chặt chắc là phần non không à, mẹ chỉ lấy phần non mới ăn thôi. Còn ở ngoài mà người ta bán tiệm á mẹ, bán như mấy cháo vịt hoặc là mấy món mà có gỏi mà có chuối cây á, là người ta sẽ lấy luôn phần cứng, người ta sẽ sắc ngang qua mẹ. Dạ. Đây khoảng chừng 5 phút cá nó thấm rồi. Này cá cũng nhanh mà nấu canh chắc cũng nhanh. Bây giờ nó bắt cái nước lên, bắt nồi nước lên nấu canh chua. Yeah. Gái sắt cái đó xong rồi nặng xong luôn cái vớt hột ra luôn nha con. Mẹ nấu nồi canh mau lắm rồi, ăn bỏ vô luôn á. Mình bỏ cá vô mình lột trước. Ha, có cái trứng này chắc cái trứng của con cá dày. Cái rô này mình rửa chanh muối cả nhà, vừa chanh vừa muối cái mình quậy lên mình rửa, công nhận là nó mau sạch lắm luôn cả nhà. Rồi mình cho gia vị vô luôn. Bột ngọt. Đường. Xương đây tắt cái cá hồi này. Dạ. Yeah. Mình cho chanh vô cả nhà. Tại vì chanh đặng chứ nếu mà bỏ chuối vô mà không có chanh là nó sẽ bị đen. Nên mình cho nước chanh vô cái nồi canh này trước. Như cho cá nó thấm nó ngon nữa. Hơi cái mình vớt cá ra là mình thả chuối vô, chuối nó không bị đen. Chuối cũng chanh chín lắm cả nhà, bình thường sống là cũng đã ăn được rồi. Ăn chuối làm gỏi. Dạ. Yeah. Bởi vì mình phải chế chanh vô đây trước, không có chanh là đưa vô nước nó đen thui à. Cá rất là tươi ngon cả nhà ơi. Này là ngọt từ nước, ngọt từ xương. Ngon từ nước, ngọt từ xương chứ. Mua về mà còn sống luôn á. Công nhận nói là cá đồng là nó sống dai ghê luôn á. Mình cho chuối cây vô luôn. Ồ, nó trắng phiếu đẹp quá. Ồ, chuối quá ngọt, non tươi, non xẹo luôn. Có chanh mình chế chanh vô rồi là không có sợ nó bị đen, chứ không có chanh mà đưa vô vậy là nó đen thui liền.
ui thơm quá, khô khô luôn nè. Có bụng chưa? Quá ngon nè. Đá thơm rồi, bên kia xong luôn, để mẹ bỏ đồ vô luôn là rồi. Dạ. Xuống này hãy bỏ cáo vô. Dạ. Thơm phức luôn. Trắng tươi luôn. Dạ, con mời cả nhà mình dùng cơm cùng gia đình con. Mời cả nhà. Dạ con mời ông bà cô chú anh chị. Gái chấm ớt tới không? Được tới. Xào quá. Nay Nhí làm nhiều món lắm á cha. Sắc chua cay nè. Nấu cơm cho mẹ. Nấu cơm, cạo giấy cá. Mới đi vừa vậy mệt. Có canh ăn là cũng được. Sáng mà vô sớm lắm mà không chịu bơm nước thêm. Đi thật sự. Ủa nước nhiều lắm mà. Bơm qua cạn nữa chứ. Canh chua ngon nữa. Chú cây mềm sụm hả? À. Ngon hả? Mềm. Chuối nó ngon. Chuối ngon. Mấy cái lỗi không ngon. Cái rô này béo. Mấy chấm kìa. Chấm tới không? Tới. Cái rô béo rồi ha. Mùi nước nổi mà cái rô béo lắm. Mềm nữa. Cái rô này cắt lưới 3 phân. Cái rô cũng chậm anh. Tại vì nó không có bự quá. 3 phân. Trang không mốt con đi câu cá cho Trang. Dẫn em theo nha thầy. Mẹ nói cảm ơn rồi kìa. Để mẹ ra mẹ mua mẹ ăn cho nó mang. Phải có ruộng á, trâu mới ngon. Ruộng này cái lúa chét chét anh cái nó lên nó ăn á. Chân thanh mỹ còn. Ở trên đó, trong gần anh ba cháu mình như cũng còn ruộng đó. Còn một cái chỗ mà. Lưới cá sặc nè anh, đi ra đi ăn cá rô luôn. Dính không? Lưới gì cũng dính. Đợt đó anh mua lưới đi ăn cá sặc á. Giờ mình lấy mình đi ra mương vỡ sáng á, thì dăng ra cái có cá luôn. Sao vậy? Sương nhiều không anh? Ít. Cái sương này nó ít nè. Cái này mà được cá rô non á, mình ăn luôn nguyên sương đó. Tại lúc đó sương của nó rất là mềm luôn. Lúc dài nào làm gì còn cá rô non. Mùa qua đợt rồi. Đói bụng hả ba? Đói bụng. Nó nhường vô. Cá rô này nấu canh phải tự ăn cũng béo lắm. Canh chua ăn cũng ngon. Lúc này cũng có làm như tới mùa phải tự anh em thấy người ta đổ đóng luôn á. Phải tự phải mở tới mùa tháng 9, tháng 10, tháng 11, 3 tháng. Đó miếng đất ở bển bà chồng cái chân phải mở luôn á. Chở một ghe bự á.
ghe 50 giả lúa chở đầy một ghe luôn xuống dưới cái bè. Hả? Cũ hả? Đào lên á hả? Ừ, chở đầy một ghe luôn. Rồi chở xuống chở cái bè bán, chở chở nổi cái bè. Cứ đó ghẻ ghê luôn. Tới mùa ở đâu cũng chở lại quá trời luôn. Lúc đó là nghiệp ông ba nó vô nó tiếp. Nó tiếp chồng, tiếp dung mô rồi tiếp đi bán luôn. Ảnh biết chỗ bán. Để cho nó bò dưới đất hay là làm vàng? Bò dưới đất. Nhiều quá cho làm vàng sẽ anh lên bò dưới đất cho nó ăn. Vàng mớ, bò đất mớ. Đất này người mạng chết. Cứ người béo này phải có ai với xương thẳng ăn ngon biết gì hết. Chú ý cái dĩa cho dĩa trên hai ăn đi. Béo khiếp luôn. Không có chín hết mà. Cái luôn hả? Ừ. Chợ mình bán cái vô rẻ mà ngoài chợ mấy 10 ngàn ký nè. Cái này nó 90 ngàn. Chợ Đình dưới là quá trời đông luôn. Đúng rồi, chợ Đình luôn chứ. Đi đi chợ lại có cá đồng rồi. Quay chợ quê. Chợ nó chợ trên bờ mà. Chợ trên bờ. Nghe nó tiền ngợp nó mệt tỷ. Biết không ăn tỷ mẹ. Đã mất nhóc à. Nhà mình bao la lắm mất. Để ra còn xuống sớm cái con mua thằng ăn miếng mẹ bán vừa hả? Bán gì? Bánh canh đó nha. Bánh canh, bánh canh vịt bột sắt. Bán hủ tiếu gà. Nhiều ngày món. Con gái thì vô bưng. Cha thì bứt dao vô đem ra ngoài, để ra đây con ngoài. Con không không con không học không xong hở cha kêu bán. Cầm ấy ghế là bứt đồ. Cứ không có khách cứ bứt đồ. Hỏi ăn cơm. Cái gì? Công nhận con cá ăn cái gì nha, không có ớt mà nó trắng luôn anh, nó không có còn màu đen anh, nó màu ngà ngà ngộ ngộ á. Mình gặm mình gặm sao nó ngộ ha, không giống như con mới ắt lên ha. Nó màu nó ngà ngà ngà, nó không phải trắng mà nó ngà ngà. Chứ có vậy là đâu có. Từ hồi mà cái mương rau mát nó nở rồi đó giờ. Cùng ghe đi thì không được cái
là ở lâu lâu cái mình được con hai con vậy hả? Tụi nói này lâu lâu cái hai con hoài luôn á. Còn kinh đó còn dây rồi đâu đi đâu. Nó là cái thuận không? Chứ mình có cái thuận cái là mình đi ăn cá ăn được vậy. Mình làm sao được? Dở rồi mấy. Ông mưa ông giữ ông nắng cũng khủng khiếp luôn. Cái cây mận của em chắc chim ăn quá trời anh. Nó mới hồng 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 á, nó mổ quá chừng rồi. Để cho em lo ăn trễn rồi đâu rung cái. Anh rung á, mận nó rụng á. Rung hộp lon á bụ. Sao rung? Giật hộp lon á. Giật dây. Giật dây hộp lon. Gì đâu mà trái nó mới hồng 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 mà nó mổ. Trái nào mổ cũng hai lỗ. Là có mận ngang nhựa có nhấp như phần em thấy ở ngoài chợ nó cũng có bán mận vàng. Hôm nay em đi chợ là thấy có bán mận vàng, vậy là đang dùng sụt nữa đó. Kia em kia em kìa gì em gặp